Cả nhà ơi, hôm nay Mùa Trái Cây xin chia sẻ với cả nhà một cái cách hấp hải sản sao cho ngon nhất nha. Trước hết á, mình phải chọn nguyên liệu thật là tươi. Tôm cũng phải tươi sống nè, cua, ghẹ đều phải tươi sống nè nha. Thì mình về mình chế biến các cái món ăn hoặc là hấp hoặc là luộc thì nó sẽ ngon hơn nha. Đây là tôm với cua nè, con Mùa Trái Cây mua về nè, nó rất là tươi và ngon này nha, còn sống nguyên nha. Đó, về lấy cái bàn chà nhỏ đó, mình chà chải cho nó sạch đi ha, rồi mình mới cho vào mình hấp nha. Cua thì nó lâu chín hơn nè, mình sẽ cho xuống cái nồi ở dưới cùng nha, rồi cho xả vào ha. Còn cái tầng trên á thì mình cũng cho xả xuống dưới và cho tôm lên trên nha. Đó, cua nè vẫn còn tươi sống nguyên nè nha, tôm cũng vậy ha. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị mấy cây xả để cho vào hấp chung với lại nghêu nha. Nghêu thì mùi đã cho vào nước vo gạo ngâm á, cho nó sạch rồi ha, ăn nó không có cát nha. Wow, tôm sống nè cả nhà ơi, hấp lên nó có màu đỏ au à, rất là ngon nha. Wow, ngon quá cả nhà ơi, tuyệt vời ông mặt trời nha, hấp chung với sả nó thơm phức à, rất là ngon nha. Bây giờ thì tôm thì cũng có thể là chín rồi nè, còn cua thì nó lâu chín hơn nè mà nó nằm ở dưới á, thành ra là chờ thêm mấy phút nữa cho nó chín đều luôn ha. Wow, cả nhà ơi, quá trời ngon luôn nè, tuyệt vời ông mặt trời nha. Khi mà hấp á thì cả nhà nhớ cho vào một ít muối nha, nó sẽ đậm đà hơn nha, nó rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, tôm cua nè nó tươi sống á, mình hấp lên á nó có cái màu rất là đẹp nha, ngon nữa. Rồi cộng thêm cái mùi xả của cây xả đó, mình đập dập ra thì mình khi mình hấp á nó ra cái chất xả này rất là thơm ngon luôn nha. Ồ ôi tuyệt vời ông mặt trời cả nhà ơi, mùi xả bốc lên thơm phức à. Giờ thì cua và tôm đã chín rồi nha. Tiếp theo mùi sẽ đi hấp nghêu nha, cho xả nè, cho một ít sa tế vào nha. Làm như vậy á, thì nghêu của mình á, nó rất là ngon và thơm nha. Wow, tuyệt vời ông mặt trời nha cả nhà ơi, rất là ngon luôn đó cả nhà. Như vậy là món ăn của mình đã hoàn tất rồi đó cả nhà. Giờ thì cho ra dĩa và mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Wow, mời cả nhà, ngon quá đi thôi cả nhà ơi. Nghêu nè, tôm nè, rồi cua nè, chấm với lại muối tiêu chanh nha, ăn kèm với lại dưa leo nha, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Cả nhà yêu thích nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùa Trái Cây nhé. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ Mùa Trái Cây ạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.